Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam thì có nhiều người hâm mộ, có lẽ nó rơi vào khoảng là 80% là trông chờ vào kết quả và nghĩ là VFF thì sẽ sa thải tôi. Họ mong chờ là khi nào tôi sẽ là người bị thay thế. Và những người ngồi ở đây thì cũng nghĩ là như vậy. Niềm tin của người hâm mộ Việt Nam với huấn luyện viên Troezeguet thì vốn đã rất là ít ỏi, nay lại càng thêm ít ỏi hơn và sụt giảm hơn nữa. Khi mà đội tuyển Việt Nam thì thất bại 0-1 trước đội tuyển Indonesia trong trận đấu diễn ra vào tối ngày 21 tháng 3. Sau khi huấn luyện viên Park Hang-seo rời ghế nóng của đội tuyển Việt Nam thì huấn luyện viên Jose thì được chọn là thay thế. Lý lịch của huấn luyện viên Jose thì cũng rất là ấn tượng với việc là từng dẫn dắt hai đội tuyển của dự World Cup, đó là đội tuyển Nhật Bản vô địch gọi là Asian Cup năm 2000, cấp 2000 và từng có thời gian gọi là làm việc tại Việt Nam trước đó. Những gọi là gạch đầu dòng gọi là đầy sức hút đó khiến cho lãnh đạo Việt Nam VFF thì khiến Biển Đông định thành Troezeguet trở thành một huấn luyện viên gọi là nhận lương cao nhất trong lịch sử của gọi là đội tuyển Việt Nam. Các cổ động viên thì tin rằng là phù thủy trắng này thì sẽ giúp cho đội tuyển thì khôi phục lại sức mạnh cũng như là sẽ giữ được vị trí gọi là số 1 ở Đông Nam Á và đủ sức mạnh cạnh tranh để ở tầm gọi là châu lục. Nhưng để đến thời điểm này thì mọi thứ hy vọng đều là tan biến dần thành thất vọng. Thậm chí thì không ít người còn buộc lộ gọi là trạng thái gọi là vô cảm xúc do gọi là quá bức xúc với đồ chơi của huấn luyện viên Jose áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Dưới tươi chưa được ra người Pháp thì đội tuyển Việt Nam đã trải qua là 13 trận với kết quả là 4 thắng, 9 thua và không có trận hòa nào cả. Đáng chú ý thì trong 4 trận thắng thì chỉ duy nhất trận đấu với cả Philippines thì là một cuộc so tài gọi là ở giải đấu chính thức. Còn lại thì huấn luyện viên Jose đều thắng ở những cái giải đấu gọi là giao hữu. Huấn luyện viên Jose thì luôn nhấn mạnh rằng là ông kiên trì với lối chơi gọi là kiểm soát. Ông Jose cũng rất mạnh dạn gọi là trong việc gọi là dự đoán ưu tiên những suất đá chính cho các cầu thủ trẻ. Ông Jose từng hết lời khen ngợi gọi là đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt sau một số trận thua. Nhưng thực tế thì ở trên sân cỏ chỉ ra rằng là đội tuyển Việt Nam thì đang gọi là kiểm soát bóng theo kiểu gọi là vô hại, có nghĩa là không để làm gì, nghĩa là có bóng nhưng mà gọi là không biết cách gọi là triển khai hiệu quả cũng như là không thể gọi là dứt điểm một cách hiệu quả. Điển hình chính là trận đấu trước Indonesia vào hôm qua khi mà đội tuyển Việt Nam thì không có một cú dứt điểm nào gọi là trúng đích khung thành của đối phương cả, trong khi đó thì Minh Trọng ở hàng thủ thì lại mắc gọi là sai lầm trong một tình huống gọi là ném biên của đối phương và toàn đội thì cũng đều gọi là biết trước được là sẽ phải đối mặt. Vậy là Nguyễn Philip thì để thủng lưới ở pha bóng mà có thể gọi là không thể cản phá được và đội tuyển Việt Nam thì lại thất bại. Khi mà gặp đội tuyển Iraq ở gọi là vòng loại thứ hai, trận thứ hai vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam thì thậm chí gọi là còn không có bất cứ một cú dứt điểm nào. Đấy, cách chơi thì chảy cho thấy thì Việt Nam đang kiểm soát bóng nhưng không có phương án tấn công cụ thể. Và nếu mà chơi như vậy thì ghi bàn thắng và giành chiến thắng thì mới là chuyện lạ anh em ạ. Sút thì không sút được đúng không? Chỉ cầm bóng quanh sân ở giữa sân thì để làm cái gì hả các bạn? Nó không gọi là tối ưu hóa được bất kỳ một cái lối chơi nào của huấn luyện viên Jose cả. Huấn luyện viên Jose thì cũng tất nhiên là hiểu rõ về những áp lực mà ông đã và trải qua đối mặt ở phía trước. Trước lượt trận gặp Indonesia ở qua thì trong một cuộc họp báo thì ông Jose đã bức xúc cho rằng có đến 80% người Việt Nam trông chờ vào kết quả trận đấu với cả Indonesia. Sau đó thì VFF thì sẽ sa thải tôi. Những người mong đến tôi bị thay thế. Họ cho rằng là cách làm việc của tôi với đội tuyển Việt Nam là làm nguy cho gọi là cuộc đua giành vé gọi là vòng loại World Cup gọi là 2026 khu vực gọi là châu Á. Huấn luyện viên Châu Dê lúc này thì cũng nói gì đi nữa thì cũng không thể nào mà bào chữa được kết quả gọi là đầy thất vọng ở trên sân Bukano. Có lẽ là 80% người hâm mộ và bây giờ có lẽ sẽ nhiều hơn và đã nhận xét đúng về huấn luyện viên Châu Dê. Vào ngày 26 tháng 3 tới đây thì đội tuyển Việt Nam thì sẽ chơi trận lượt về ở trên sân vận động Mỹ Đình. Và nếu như không thắng được trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam thì sẽ không còn quyền nắm quyền tự quyết ở tại bảng F nữa. Nếu như đội tuyển Việt Nam tiếp tục không thành công, huấn luyện viên Jose liệu sẽ từ chức hay là VFF thì sẽ ra tay quyết định. Dù số tiền phải bồi thường hợp đồng lên đến không hề nhỏ. Thực tế thì dù bất cứ gọi là kết quả trận đấu tới như thế nào thì dường như là đông đảo cổ động viên Việt Nam vẫn không muốn là thấy huấn luyện viên này ngồi ở ghế nóng của đội tuyển Việt Nam nữa. Đó là sự thật, dù cách đây là một năm thì chẳng ai mong muốn điều này cả. Và có một điều là một số người có thể chưa biết rằng nếu như ở
có một điều khoản ký kết giữa huấn luyện viên Jose cùng với đội tuyển Việt Nam. Nếu như huấn luyện viên Jose không thể dẫn dắt Việt Nam đến vòng loại World Cup hoặc là 2026 thì cái việc bồi thường nó sẽ không diễn ra, các bạn nhớ. Bởi vì là chúng ta còn đến gọi là hơn 2 năm. Chúng ta còn đến hơn 2 năm với cả huấn luyện viên này. Nhưng mà có một điều khoản ký kết là nếu như mà ông không thể giúp cho Việt Nam gọi là vượt qua được vòng loại World Cup 2026 thì gần như là cái số tiền bồi thường đấy là cũng sẽ tan biến. Và có thể là nếu như ở lượt trận vòng loại cuối cùng 26 tháng 3 này tới đây và huấn luyện viên Jose vẫn tiếp tục là không thể giúp cho Việt Nam giành được một chiến thắng trước Indonesia thì gần như ông Jose sẽ mất trắng mọi thứ. Và có thể Việt Nam lúc đó thì có thể thoải mái hơn trong việc là lựa chọn đến những nhà cầm quân mới có thể sẽ giúp cho Việt Nam gọi là khôi phục lại nền bóng đá vốn có của những năm nay.